Hello, chào tất cả bạn nhá. Thì như các bạn cũng biết, skin xe hầu hết nó chỉ giúp xe đẹp hơn, làm ta có cảm giác đua tốt hơn. Chứ về cơ bản là hầu như là không thay đổi sức mạnh của xe. Nhưng trong đó vẫn có một số skin boost sức mạnh cho xe rất là lật nha. Đúng kiểu sơn xe tăng tốc độ luôn. Và trước mặt các bạn đó là con S-Line, ông tước S-Line đỏ đó. Với khả năng boost sức mạnh min boost cộng 2.5, thời gian min boost cộng 0,02 giây. Cái skin ấy lại đỏ này là cái skin đầu tiên mà nó boost mạnh như vậy luôn á. Cái đó bạn nào có cái skin này là thấy chạy lật hẳn so với cái mặc định luôn. Nó cộng 2,5 sức mạnh mini boost đó, thành ra các bạn boost đồ đẩy tốc đồ nó lật hơn. Sức mạnh mini boost thì các bạn cũng biết là cái chỉ số khá là quan trọng, lúc nào nâng cấp xe mình khi cũng khi các bạn nâng. Coi cái một con xe nó có cái chỉ số sức mạnh mini boost cao thì tự nhiên nó đẩy tốc khỏe và đạt tốc độ tối đa rất là nhanh, đặc biệt là những pha thích sử dụng xe đúp đúp. 2,5 sức mạnh Mirus thì không nhiều, nhưng mà đây không phải là một cái skill của nó. Đây là nó cộng thẳng vào xe đó, thành ra nó tác dụng trên toàn bộ trận đấu đó, thành ra nó thấm lắm. Thành ra các bạn sẽ thấy xe nó khỏe hơn luôn. Xe nó cộng cái thời gian mini boost để kéo nữa, cái skin này mà mình kéo vào đó cũng lỗi. Nói chung xe thì nó mạnh mạnh nhưng mà quan trọng cái trình độ của chúng ta chứ. Trình độ mà không có thì sẽ có mạnh tới đâu cũng phải bẻ cái phần bất lực thôi. Cái skin con chỗ bóng xanh này thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó boost cũng khá là ngon. Ngoài sức mạnh mini boost với thời gian mini boost như con ấy là đỏ thì nó có thêm cái thời gian nạp nữa, thu khí. Con này là con xe nó có phần đổi hướng khá là tốt luôn. Cái này nói chung nó cũng ra trễ rồi. Ra kiểu như mua sưu tầm thôi chứ không giống như cái đợt con S-Line nữa. Kiểu như cái đợt con S-Line là mua để xe mạnh luôn. Còn giờ kiểu như xe nhiều xe mạnh quá, con này nó yếu quá, skin nó mới bút vậy thôi. Bỏ cho đó hai lần luôn, hai vòng phải đạn. Hướng ngon. Skin Erica này thì không những boost sức mạnh mà nó còn đẹp nữa. Boost tinh thần thật mạnh luôn. Đẹp vãi luôn. Erica cũng là một con xe nó cái phần chip vô cực boost rất là lật luôn. Chúa tể ECO. Bạn nào mà có cái con Erica bây giờ nó có phần chip của nó mà thêm cái skin này là xe chạy đúng lật luôn ạ. Để không kém mấy con top bây giờ là bao đâu, chạy lật lắm. Cái skin này nó kiểu như nó cũng ra trễ rồi, lúc mấy xe mạnh nó ra hết trơn rồi. Cái skin này nó boost thêm thì nó cũng không mạnh về mấy con trong top được. Để giúp nó quay lại meta thôi.
Đẹp thật, cái bố đẹp ghê. Hay là cười nhớ hồi đó cũng đúng hot yêu à. Xe ra mạnh mà đẹp vậy. Skin này nó có hiệu ứng ngay đuôi đẹp ghê. Con xe nó chắc hẳn luôn. Skin chủ văn này nó boost hơi bị lật luôn. Nó boost 3.5 sức mạnh meter boost luôn các bạn. Còn một tí tốc độ nữa. Boost đúng lực. Con người Bạch Ngọc này các bạn cũng biết là nó có phần boost rất là khỏe rồi mà boost thêm phần đó nữa. Skill sức mạnh meter boost nữa. Đẩy tóc thì thôi luôn. Nó có skill một cái thế mạnh. Nó có skill đó mình lên mình tưởng tượng đẩy hơn nhiều con trong top luôn á. Đẩy lực quá. Top bây giờ nó có skill đồ ảo rồi thôi chứ. Nhưng mà so sánh về phần đề tốc độ thì con này vẫn là một cái đối thủ quá đáng gồm luôn. Cái skin Edgeot này làm nhìn không nhận ra Edgeot luôn. Màu nó khác quái luôn. Mà chờ sức mạnh mê boost lúc mà này cho tốc độ nữa. Nhưng muốn cái skin Edgeot này rất cơn mà ngọc rồi á. Thì nó ra phiên bản sau phiên bản chiến vô cực rồi. Chung là nhiều xe mạnh quá rồi. Tuy là cái skin nó boost nhiều nhưng mà so với xe top vẫn không thể lại được. Thành ra nó boost nhiều như vậy để mấy bạn mua chứ. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ mạnh. Chủ yếu là mấy bạn mua mấy cái skin này vô sưu tầm thôi. Đẹp lắm. Lấy cái xô đi. Bồ nhìn ảo ma chưa. Bồ đẹp thiệt. Cái màu bồ này mình thích ghê. Con Edgeot này là ngày trước trên PC là con biến hình tiêu hồn á. Biến hình tiêu hồn nó có cái chip á, các bạn gắn vô là cái bồ nó mở được ra luôn. Còn nếu mà không gắn thì nó không có mở như này. Ok thì clip đến đây thôi nha. Bạn xem clip này thì đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nha bạn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn chờ những clip hôm sau của mình nha. Bye bye.